Vâng, xin chào tất cả các anh em, những người quan tâm đến đất đai, những người quan tâm đến bất động sản. Thì cũng xin giới thiệu với tất cả anh em, thì mình tên là Văn và hiện mình đang sinh sống ở Thái Nguyên. Cũng chia sẻ với anh em là mình có một cái mảnh đất được trồng rừng, và trong bìa đỏ thì nó là đất trồng rừng, đất trồng rừng sản xuất. Và cái diện tích của cái mảnh đất đấy thì xin chia sẻ với anh em là nó có 5.490 m². Hiện nay cái mảnh đất đấy thì mình cũng mới mua, và bây giờ mình do cái điều kiện mình ở hơi xa, bởi vì mình ở Thái Nguyên mà mình mua cái mảnh rừng này là ở thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, cũng tỉnh Thái Nguyên, cách nhà mình khoảng chừng 15 cây gì đó, khoảng 15 cây. Thế thì hiện nay thì mình cũng chia sẻ với quý vị là mình cũng không có điều kiện để sử dụng cái mảnh đất đó nữa. Thì mình muốn nhượng lại cho những người nào mà đang có nhu cầu kinh doanh về đất hoặc là mua để làm trang trại. Cũng chia sẻ với tất cả anh em, sau đây thì tí nữa tôi sẽ check cái video tôi quay trực tiếp ở cái mảnh đất đó cho quý vị. Cũng chia sẻ với quý vị là cái mảnh đất đó ấy, thì là đường đi thì cũng rất là thuận tiện. Nó cách thị trấn khoảng chừng 2 cây số thì chính xác khoảng đấy thôi. Đấy. Và nó cách trường cấp 3 nếu như theo đường chim bay ấy, của Phú Bình ấy, thì nó khoảng độ 1 cây số. Và nó cách một cái chợ chắc chắn là nó khoảng độ 1 cây số gì đó. Tức là cái địa điểm đó thì nó cực kỳ thuận tiện. Đấy. Đường xá ô tô đi lại rất là thông thoáng luôn. Ok. Cái nữa, điểm nữa là cái một cái mảnh đất này ấy, thì giới thiệu với quý vị nó là một cả một quả đồi, và cũng đã được xây dựng ở bên trong là một căn nhà cấp 4, cũng tương đối, tí nữa quý vị sẽ xem video, và một cái trang trại gà. Thì cái trang trại gà này ấy, thì cũng chia sẻ với quý vị là hiện nay thì không có ai chăn, mái miếc thì vẫn còn, và lèn miếc các thứ thì vẫn ok hết. Đấy. Cái điều đặc biệt ở đây ấy, thì một cái mảnh đất này nó rất chi là thuận tiện về giao thông, về khu chăn nuôi nó cũng rất là thuận, sạch sẽ, và được thiết kế xây bờ bao ở cái mặt tiền đường vào cũng khá là tốt rồi. Bờ tường tí quý vị sẽ xem sẽ thấy. Ở vị trí vừa rồi là chúng tôi cũng có đầu tư vào đấy, là nó rơi vào khoảng 470 triệu về cái đầu tư làm chuồng trại, làm cổng kia các thứ là cũng rất là ok rồi, và một cái nhà cấp 4, một cái khu tét nước. Đấy là giới thiệu với quý vị là cái giá thành là chúng tôi làm rất là rẻ ở bên đất Phú Bình, mà cũng lên tới gần 500 triệu. Thế cho nên là hiện nay thì cái mảnh đất đấy là có diện tích tổng của nó là 5.490 m² trong bìa đỏ. Đấy. Và bây giờ thì chúng tôi không có thời gian, cũng như là về cái việc đi lại nó cũng khá là xa, thì tôi muốn nhượng lại cho những người nào mà quan tâm đến việc chăn nuôi, quan tâm đến việc trồng rừng, hoặc là quan tâm đến cái việc mà mua xong rồi chờ ngày mai quý vị có thể kinh doanh đất cát cũng rất là ok. Cái điều nữa mà tôi muốn chia sẻ với quý vị thì cái đặc điểm của cái khu đất này thì hiện nay thì cũng được trồng cây cũng khá là to rồi. Cây to thì cũng vòng quanh của nó cũng được 30-40 rồi. Đấy. Và xung quanh thì rất là nhiều cây. Đấy. Đường xá thì rất là ok. Quý vị nào thiện chí thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp đến cái số điện thoại của chúng tôi, số 0982
573882. Tôi tên là Văn. Và tí nữa quý vị sẽ xem các cái đoạn video mà chúng tôi giới thiệu, và chúng tôi cũng chia sẻ ngay cho quý vị là cái giá mà chúng tôi đưa ra cho quý vị để quý vị tham khảo, cũng như là quý vị định giá xem là nó có phù hợp với mình không. Thì tôi sẽ đưa ra cái giá của cái mảnh đất này thì nó là 1.4 tỷ. Chắc chắn 1.4 tỷ này thì khi quý vị đã thiện chí thì chúng tôi vẫn có thể linh động cho quý vị. Và riêng về cái tiền chuyển nhượng sang tên đổi chủ thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm chúng tôi làm cho quý vị. Và cái điều đáng nói hơn nữa ở đây nữa là giới thiệu với quý vị là về cái mảnh đất này thì độ thuận tiện chắc chắn với quý vị là nó cực kỳ ok. Đấy, nên là quý vị hãy xem cái đoạn video ở sau cái cuộc trò chuyện này thì quý vị sẽ thấy được cái mảnh đất đấy nó giá trị như thế nào. Xin quý vị hãy thưởng thức đoạn video mà chúng tôi sẽ check cho quý vị. Vâng, đây nó bắt đầu từ cổng vào đây. Quý vị có thể nhìn thấy từ cổng thì chúng ta nhìn thẳng vào cái nhà. Có một cái nhà cấp 4. Và đây, vâng. Một cái nhà cấp 4 thì chúng tôi cũng đã xây để ở và chăn nuôi. Quý vị thấy có tiện không ạ? Đằng sau thì cái nhà cấp 4 này là một cái trang trại. Nhà cấp 4 này thì chúng tôi làm cũng rất là chắc chắn rồi. Quý vị có thể vào sử dụng luôn được. Đấy, quý vị có thể thấy được rằng là rất là ok, đúng không ạ? Xung quanh thì chúng tôi có những cái vườn keo. Vườn keo thì nó như thế này. Chúng ta có thể thả gà hay là chăn nuôi chó, lợn. Nói chung là tóm lại là về chăn nuôi thì chắc là mọi người sẽ nắm được. Về cái cây keo này thì giới thiệu với quý vị là nó cũng khá là to rồi. Đường kính của cây keo này nó cũng rơi vào khoảng độ 15-20. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy ở đây. Vâng. Và cái chuồng trại thì đây quý vị nhìn thấy trước thì chúng tôi có chăn gà. Chuồng gà thì mái miếc chúng tôi làm cũng rất là cầu kỳ rồi, đúng không ạ? Đây là cái cổng này. Đấy, đây là chuồng trại. Mái móc thì vẫn còn nguyên vẹn như thế này. Đấy, quý vị thấy có ok không ạ? Những người nào mà làm thì quý vị sẽ thấy được giá trị của nó. Bờ rào thì chúng tôi có xây ở cái mặt tiền này, là bờ rào này, cổng vào này. Đấy, rất là chắc chắn rồi, đúng không ạ? Nay mai quý vị mà có nhu cầu mà chăn nuôi ở trong này thì quý vị sẽ thấy được cái giá trị ở cái mảnh đất này nó rất là lớn. Nếu mà chúng ta dùng thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của nó. Còn ở bên cổng của nó thì hiện tại có khoảng độ hơn 100m là người ta chưa đổ bê tông. Hơn 100m thôi, còn đâu là đổ bê tông hết rồi. Giới thiệu với quý vị như vậy. Nếu quý vị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi ạ. Đây là cái bìa đỏ của nó đấy ạ. Vâng, đây cũng là một mảnh đất duy nhất mà chúng tôi có được. Thế cho nên là rất mong anh em nào mà có cái nhu cầu thiện chí thì hãy nhanh tay. Bởi vì một mảnh đất mà màu mỡ như thế này thì cũng cần có sự nhanh tay của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi giới thiệu.